Vợ công Lý xúc động kể hành trình sang Nhật chữa bệnh của chồng và tình hình sức khỏe nghệ sĩ hiện tại. Tối ngày 14 tháng 12, Ngọc Hà vừa chia sẻ tâm thư dài nói về mục đích trong chuyến đi của hai vợ chồng đến Nhật Bản vừa qua. Cụ thể, vợ nghệ sĩ công Lý cho biết cả hai không phải đi du lịch mà được người quen biết hỗ trợ sang Nhật Bản để trị bệnh cho nam nghệ sĩ. Ngọc Hà tiết lộ về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ công Lý. Thực sự anh Lý đi Nhật không phải du lịch sung sướng như một số người nghĩ đâu. May mắn là anh được trời thương, gặp được quý nhân để có cơ duyên được sang Nhật, dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh. Theo bác sĩ Nhật đánh giá thì tiên lượng tốt. Cũng theo Ngọc Hà, với hoàn cảnh gia đình sẽ không dễ dàng để đi du lịch tận hưởng vì các cụ đã nói sảnh nhà ra thất nghiệp, quả không sai. Anh Lý từng đi công tác nhiều nước, nhưng Nhật thì chưa bao giờ một lần đặt chân. Huống chi, lần đầu tiên đi sang Nhật là để chữa bệnh, vì thế cả vợ lẫn chồng đều mang một tâm trạng đầy nỗi âu lo, tiền của không dư giả, tiếng không biết, người thân quen cũng không. Ấy vậy, mọi thứ trôi qua may mắn. May mắn từ lúc bắt đầu hai vợ chồng lên đường nhận được nhiều sự hỗ trợ, yêu thương, động viên của mọi người xung quanh. Trong chuyến đi điều trị đặc biệt này, Ngọc Hà và nghệ sĩ công Lý gặp không ít khó khăn, nhưng may mắn đều có người sẵn sàng đứng ra hỗ trợ. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân công Lý gặp được rất nhiều người tốt, giúp đỡ trong chuyến đi từ lúc lên máy bay, nhập cảnh, cho tới khi đặt chân tới Nhật Bản. Chị Ngọc Hà kể có người bỏ làm đến sân bay để đón hai vợ chồng, người thì lặn nội cùng chị Hà đi mua cao dán giảm đau. Có người từ Osaka đến Tokyo đến thăm và còn nhờ bạn bè ở Shinjuku hỗ trợ mua hoa quả. Hay có người đến đón đưa đi ăn ngày mưa gió. Không chỉ lặn lội đường xa tới thăm, nhiều người còn động viên nghệ sĩ nhân dân công Lý bằng cái tình, cái tâm của người hâm mộ khiến anh rơi nước mắt. Chị Ngọc Hà cũng gửi lời cảm ơn tới những người giấu mặt đã giúp đỡ nghệ sĩ nhân dân công Lý trong việc chữa bệnh ở Nhật. Trong loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy nghệ sĩ công Lý rất vui vẻ và tươi tắn trong chuyến đi này. Hồi tháng 7 năm 2022, Ngọc Hà từng tiết lộ về việc chồng từng nhập viện cấp cứu với tình trạng đáng lo vào năm 2021, tròn đúng một năm anh Lý bị đột quỵ. Khi đưa anh Lý cấp cứu, trời mưa tầm tã, xối xả, mây đen khắp lối. Đến giờ mình vẫn không thể nào quên, cả đêm hôm đó, mình không chợp mắt một phút nào mà chỉ ngồi nhìn vào cửa cấp cứu khóc đến cạn kiệt sức lực. Anh Lý bệnh nặng vô cùng, rất nặng. Và sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích. Thời gian gần đây, nghệ sĩ công Lý đang có những bước hồi phục rất khả quan. Khi chồng nhận kịch bản để trở lại công việc, Ngọc Hà xúc động. Cụ Lý nhận được kịch bản mà đọc rất kỹ, dù chỉ là vai khách mời, nhìn cụ đọc mà vừa mừng vừa tủi. Anh Lý vui, người nghệ sĩ họ được sống với đam mê thì đó mới là ý nghĩa cuộc đời. Anh Lý trở lại đi làm nghe có vẻ thật lớn lao, nhưng thực tế chỉ là sự chuyển mình cho sự hồi phục sức khỏe anh tốt hơn. Và hơn cả, đó là sự yêu mến mà ekip đoàn làm phim, đạo diễn, người bạn thân luôn dành cho anh. Chả dám kỳ vọng cao siêu, không mong mộng ước quá nhiều. Khi anh Lý còn nhận được sự yêu thương, còn nghĩa là anh Lý còn nhận được năng lượng tốt. Nghệ sĩ nhân dân công Lý cũng cho biết anh sẽ trở lại trong Táo Quân 2023.